Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, lan ngoại chi ngưu, thời đến cản không kịp, vừa trúng số lại làm ăn được lộc năm 2023. Thưa quý vị, con trâu thì cả đời cày ruộng, thế nhưng nó lại không được sở hữu một mảnh ruộng nào. Còn nhiều người thì cả đời làm công nhưng lại không được sở hữu một mảnh ruộng nào. Thầy Nhẫn để ý rằng hầu hết chúng ta đang nghĩ rằng cứ làm việc quần quật như trâu thì sẽ kiếm ra tiền, có đúng không nào? Làm việc chăm chỉ là yếu tố rất quan trọng. Thế nhưng nếu như chỉ có như vậy mà không biết nắm bắt thời cơ xảy đến với mình thì bạn sẽ không bao giờ làm giàu được. Điều này lại ứng nghiệm với cả 12 con giáp trong tử vi đầu số đặc biệt. Điều này là chìa khóa vàng của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 để đổi đời đổi vận. Hiểu rõ điều này, các bậc thầy tử vi học kết hợp với giới tiên tri huyền học đã dày công luận giải và đúc kết ra lá số cải vận cho con giáp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2023. Vậy trong năm 52 tuổi này, vận trình của bản mệnh sẽ ra sao? Vận may của bản mệnh là gì? Cần làm sao để tận dụng hết thảy những vận may đó để tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài cầu lợi đều đắc? Thì xin mời quý vị cùng theo dõi lá số của mình quý vị nhé! Năm 2022, tuổi Quý Sửu 1973 đã phải trải qua một năm đầy biến động và sóng gió lớn nhất trong cuộc đời khi bản mệnh phải đối đầu với đại hạn từ năm 2020 đến năm 2022, hung họa nguy hiểm nhiều, ngoại cảnh lại bị tác động bởi đại dịch Covid-19 đã khiến cho Quý Sửu trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Thế nhưng sau cơn mưa trời lại nắng, khi vượt qua được 3 năm cơ cực thì khi bước sang năm 2023 Quý Mão tuổi Quý Sửu, vận trình đã may mắn và bình an trở lại. Năm mới dự báo Quý Sửu đã có thể có một năm bình ổn và ổn định hơn. Và để biết chính xác tuổi Quý Sửu như thế nào, xin mời quý vị cùng chiêm nghiệm lá số tử vi dưới đây. 1. Đặc trưng phân biệt người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong hệ tử vi đầu số. 2. Tử vi chi tiết theo sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên tuổi âm của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2023. 3. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi phương diện trong năm 2023, gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của Quý Sửu sinh năm 1973. 4. Luận hung cát 12 tháng của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. 5. Tổng kết tử vi và cách hóa giải vận xui của Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2023. Chi tiết như sau. Quý Sửu sinh năm 1973 hay còn được gọi với cái tên là Lan Ngoại Chi Ngưu, tức là trâu ở ngoài chuồng, năm sinh dương lịch từ mùng 3 tháng 2 năm 1973 đến 22 tháng 1 năm 1974. Năm sinh âm lịch Quý Sửu, thiên can Quý, tương hợp Mậu, tương hình Đinh, Kỷ, địa chi Sửu, tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu, tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, mạng tang đố mộc cây dâu, khắc ốc thượng thổ con nhà Thanh Đế, quan lộc Tân Khổ, xương con trâu, tướng tinh con cua biển. Xem tử vi trọn đời của người tuổi Quý Sửu, người này mệnh có tài quan lại được phúc tinh tử vi chiếu rọi nên cả đời no ấm, không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống an nhàn, cao sang quyền quý. Những người sinh năm này tính tình thành thực lại giàu tính nhẫn nại. Tuy nhiên, đôi lúc thường hay cố chấp khả năng giao tiếp kém, các mối quan hệ xã hội, vì thế mà có phần hạn hẹp. Phụ nữ tuổi Quý Sửu cả tin dễ nghe, lời đường mật của người khác mà làm theo nên khó tránh khỏi thất bại, nên cẩn trọng hơn. Người cầm tinh con trâu thường trầm mặc, ít nói, khó được lòng người khác, cũng không hay được trọng dụng. Tuy nhiên, nội tâm họ lại rất ôn hòa, làm việc nghiêm túc chăm chỉ, khả năng hoạt động độc lập tốt, kiên trì, nghị lực. Họ luôn mong muốn gây dựng được bản thân và gia đình cuộc sống giàu sang nên thường xa nhà lập nghiệp từ khi còn rất trẻ. Thời thanh niên gặp nhiều vấp váp nhưng may mắn có quý nhân phò trợ, tay trắng làm lên sự nghiệp. Trung niên chịu nhiều phiền muộn về sức khỏe và tinh thần, song hậu vận vô cùng tốt đẹp, có phúc an nhàn. Người tuổi này sống theo cảm xúc, song yêu đương luôn rõ ràng, minh bạch, không bao giờ có chuyện trăng hoa.
đường tình duyên đôi lúc gặp trắc trở, đặc biệt nữ giới có thể vì tham gia hoạt động xã hội mà gia đình sóng gió, song chỉ cần có lòng thì mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Quý Sửu chính là tinh thần trách nhiệm cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi hành động, có lòng yêu nước nồng nàn, có hoài bão lý tưởng, coi trọng công việc gia đình, tính cách cương trực quật cường, là mẫu người bảo thủ và truyền thống. Tuy nhiên, quá cứng nhắc, không khéo léo cư xử, lại dễ nổi nóng, nên người này thường khiến cho mọi chuyện rơi vào thế không thể vãn hồi. Tính cách bình tĩnh, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần, kiên trì làm đến bước cuối cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ, nhờ thế mà thực hiện sẽ thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp, thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp, lại nghị lực phi thường nên người này không hợp làm những công việc lặng lẽ, họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Nữ tuổi Quý Sửu là mẫu mẹ hiền vợ đảm, biết chăm lo thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ. Nam Quý Sửu hết lòng phấn đấu sự nghiệp để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Người tuổi Quý Sửu luôn tuân theo quy tắc của bản thân, mọi chuyện giải quyết rõ ràng, đúng mực. Họ luôn giữ được sự tỉnh táo trong mọi trường hợp, khả năng làm việc độc lập tốt giúp họ hoàn toàn có thể dựa vào ý chí kiên định và tinh thần trách nhiệm, hy sinh hết mình để hoàn thành công việc được giao. Chính vì thế mà người tuổi này chỉ cần quyết tâm là sẽ có được thành công. Tuy nhiên, tính cách chính trực sẽ khiến họ gạt bỏ lợi ích nếu điều đó vướng phải những bất đồng mâu thuẫn cá nhân. Ngoài ra, người cầm tinh con trâu không giỏi giao tiếp cũng không biết lấy lòng người khác, nên khi hợp tác làm việc hay gặp khó khăn, chỉ khi có lòng tin, họ có sự công bằng và làm việc công khai thì người tuổi này mới có được tiền đồ và tài lộc tốt đẹp, giành được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, có cơ hội để phát huy hết mức khả năng của bản thân. Người tuổi Quý Sửu không hợp với các công việc liên quan đến nghệ thuật, cũng khó làm việc được trong môi trường phức tạp, cần đến sự khéo léo và linh hoạt. Họ cần có công việc ổn định và nhiều cảm hứng. Sự kiên nhẫn là điểm mạnh của họ trong công việc. Khi đã chuyên tâm đầu tư phát triển sự nghiệp, chắc chắn họ sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Đặc biệt là khi được mọi người thừa nhận và đánh giá cao, họ sẽ càng thêm tích cực làm việc để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tinh thần nghiêm túc trách nhiệm khiến họ có thể đảm nhận những công việc mà người khác khó lòng làm được. Người tuổi Quý Sửu có thể theo đuổi những ngành nghề liên quan đến logic hay toán học kỹ thuật. Các công việc khá phù hợp với họ là bác sĩ, luật sư, nhà văn, nhà hoạt động xã hội, giáo viên. Người tuổi Quý Sửu thường sống khá tiết kiệm, dành dụm của nả không ít, song đôi khi lại tiêu xài vô độ, vung tay quá chán để rồi sau đó lại hối hận không thôi. Người này trong đời cũng có cơ hội giành được những khoản thu ngoài dự kiến, nhờ đó mà phát tài, song đừng vì thế mà chìm đắm buông thả bản thân. Ngoài ra, không khéo léo trong giao tiếp nên Quý Sửu cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội phát tài. Nếu có thể sửa được điểm này thì tài lộc thanh thang, giàu sang phú quý. 2. Chi tiết tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2023. Thứ nhất, xem tử vi 2023 Quý Sửu 1973 theo can chi ngũ hành xét về thiên can. Quý gặp quý chủ bình hòa, ít biến động ở các phương diện cuộc sống. Công việc làm ăn cứ lối cũ mà làm, tiền bạc sung túc, ít xảy ra biến cố lớn. Xét về địa chi, Sửu gặp Mão bình hòa, chỉ công việc bình ổn, tài lộc đủ ăn đủ tiêu, chứ không quá dư giả. Xét về ngũ hành, Quý Sửu mang ngũ hành mộc, gặp Nam Kim bị khắc chế, công việc có kẻ xấu ngáng trở, yếu tố khách quan bất lợi, vất vả hơn người mới đạt được thành quả. Tiểu kết, xét theo phương diện này trong năm Quý Mão, đường số có thay đổi mở mang thêm trong công ăn việc làm, nhưng lúc đầu khá nhiều trở lực, sau mới thuận lợi. Thứ hai, xem tử vi Quý Sửu 1973 năm 2023 theo sao hạn.
Trong năm nay, tuổi Quý Sửu nam mạng gặp sao Vân Hán, nữ mạng gặp sao La Hầu. Sao Vân Hán, sao Vân Hán là một hung tinh, sao xấu chủ về bệnh tật, nữ mệnh khó sinh gặp họa huyết quang, nam mạng bất lợi đường quan trường. Sao Vân Hán chiếu mạng, gia đình bất an, điền sản bất vượng, mỗi người cần phải tự thận trọng. Nhìn chung là Vân Hớn là một hung tinh, không ảnh hưởng nhiều tới công việc cũng như sức khỏe của mệnh chủ. Có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tỏa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành, họa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền, tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên, gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Vân Hớn là một hung tinh thuộc hành hỏa nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với mộc, bình hòa với hỏa, tương khắc với thủy, sinh xuất với thổ. Do đó, sao Vân Hớn các màu thuộc hành thổ là vàng, nâu và màu thuộc hành thủy là xanh da trời, đen. Sao Vân Hớn hợp với các màu thuộc hành hỏa là đỏ, tím, cam và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Sao Vân Hớn kỵ nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, cần thận trọng những kể trên. Sao La Hầu, sao La Hầu hay còn gọi là Khẩu Thiệt Tinh, là một trong 9 cửu diệu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng sẽ bị tao tán tiền bạc, đa sầu đa cảm, bệnh tật khẩu thiệt thị phi, nghĩa là sau này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Người nào mệnh kim và mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác. Vì sao này thuộc hành kim, đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên may, làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng được bình an. Trong dân gian, vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của La Hầu như sau. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng giêng tháng 7 kỵ ngay chẳng hiền, muôn trùng đổ bạc hao tiền, tử sát tài khí, đảo điên như là, đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau. Hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, đàn ông vận mạng bất yên, tai nạn phản phúc của tiền tổn hao, ăn ở ngay thẳng chẳng sang, rủi gặp nguy hiểm, ốm đau nhẹ nhàng. Phân tích kỹ lưỡng ý tứ của bài thơ đoán hạn về sau này, ta sẽ thấy sau này tác họa mạnh nhất là vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Đối với đàn ông gặp sao này, thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tiền tốn của, đau ốm sinh ra tệ ăn chơi lãng phí bổ bịch, bài bạc, bê tha bia rượu, gia đạo mâu thuẫn bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh, thường mang tiếng cãi vã sinh ra buồn bực muộn phiền. Sâu chuỗi lại vấn đề ta thấy rằng, năm gặp sao La Hầu chiếu mạng nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận, phát sinh những chuyện đảo hoa bất chính, đề phòng ốm đau tranh chấp cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu bị hiểu lầm, nghi ngờ khó giải trình. Sao La Hầu là một hung tinh thuộc hành kim, rất kỵ với cả nam và nữ mệnh, nhất là nam mệnh. Phàm là nam giới gặp La Hầu chiếu mệnh thì cực độc, gia trạch bất an, quan vận nghiêng ngả, cần đặc biệt chú ý tới bản thân mình hơn, tránh chuyện thị phi và các tranh chấp không cần thiết. Vì sao La Hầu thuộc hành kim nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với thổ, bình hòa với kim, tương khắc với hỏa, mộc sinh xuất với thủy. Do đó sao La Hầu kỵ các màu thuộc hành hỏa là đỏ, hồng, tím, cam và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Sao La Hầu hợp với các màu thuộc hành thổ là nâu, vàng đất và các màu thuộc hành kim là trắng, bạc, vàng, ánh kim. Sao La Hầu kỵ nhất là vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch, đây là 2 tháng sau này tác họa mạnh nhất. Theo niên hạn trong năm 2023 Quý Mão, tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng, hạn Thiên La nữ mạng gặp hạn Diêm Vương. Hạn Thiên La, theo tử vi học, hạn Thiên La thì được miêu tả qua câu nói: Thiên La bệnh ấy quái quỷ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an.
có thể thấy những người gặp phải hạn này trong năm nay sẽ luôn lo lắng, bất an mà không rõ nguyên do. Trong suốt cuộc đời, mỗi người chúng ta sẽ trải qua rất nhiều hạn nói chung và nhiều lần hạn thiên la nói riêng. Vậy nên, chúng ta cần nắm rõ từng hạn, mỗi hạn chủ về lĩnh vực gì, nặng nhẹ ra sao để có thể lường trước mọi hậu quả mà hạn gây nên cho mình cũng như mọi người xung quanh. Giải nghĩa, những người gặp hạn thiên la đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho mọi chuyện nhỏ hóa lớn dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Hạn thiên la là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Trong năm, nếu gặp bản mệnh hạn thiên la thì sức khỏe và tâm lý không được ổn định. Hạn thiên la khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Đơn số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách ghi chép thêm rằng, khi gặp hạn thiên la, vợ chồng thường mâu thuẫn bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Trong thực tế, một số người có các sao thuộc lĩnh vực tâm linh hay thần kinh bất ổn trong cung mệnh của lá số tử vi như thiên cơ, thiên đồng, tham lang, thái âm, thái dương, thiên diêu, hỏa tinh, linh tinh, hồng loan thường hay có biểu hiện ngủ mơ hay gặp ác mộng, mơ thấy ma quỷ, thậm chí mơ thấy người thân đã mất. Do tố chất thần kinh của họ nhạy cảm, giác quan thứ 6 phát triển hơn người nên có biểu hiện như vậy. Đặc biệt hơn, khi gặp hạn năm, hạn tháng có những bộ sao này thì tình hình diễn ra với mức độ thường xuyên hơn. Đối với trường hợp như hạn thiên la kể trên, nhiều trường hợp do áp lực công việc, thể chất và tinh thần bị suy nhược, thận kém, tinh thần không còn minh mẫn, tỉnh táo, nên những vấn đề bệnh lý kể trên thường xảy ra và gây nên sự bất an tâm lý, hoang mang, lo lắng, thiếu ổn định, bình tĩnh, tự tin. Thiên la được hiểu là lưới trời, xét về thiên la trong môn tử vi đầu số, sao thiên la luôn được an cố định tại cung thìn cùng với địa võng sao này nên chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy, quy tắc ràng buộc con người khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành. Đối với sao thiên la này, nếu vi phạm làm trái vượt qua sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu bị hiểu lầm cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án phê phán đả kích, mạnh mẽ, nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu đến mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. B. Hạn Diêm Vương. Trong hệ thống 8 hạn luân phiên đối với các lứa tuổi thì hạn Diêm Vương là một hạn rất đặc biệt. Cái tên Diêm Vương này được hiểu theo hai ý nghĩa, có thể là sao Diêm Vương trong Thái Dương hệ hoặc có thể là tên của một vị thần theo góc độ tâm linh tín ngưỡng. Thì thần này cai quản các linh hồn ở âm phủ, giống như thần Hades cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp. Người gặp hạn Diêm Vương sẽ có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng nếu đau lâu ắt khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà lâm sản nạn sẽ mạng vong. Người đau ốm nếu đau ốm không chữa trị hoặc chữa trị không đến nơi đến chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi. Người còn lại, đây là một năm tuyệt vời đối với mọi người. Nếu không mắc phải bệnh hoặc không được chữa trị tốt, thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, phản sự phát tài. Theo những tài liệu cổ xưa để lại, thì hạn Diêm Vương có được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương rất kỳ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Theo ý tứ của hai câu thơ trên, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu sinh em bé, thì hạn sức khỏe thai sản thường dễ bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương, hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người đau yếu bệnh tật cũng không được chữa trị cẩn thận khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác, khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc làm ăn rất thuận lợi, duyên với của cải. Tiền bạc hội tụ rất nhanh, những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng,
Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương, có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn, có thể là vong mạng về chầu Diêm Vương. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào sung túc. Tiểu kết, xét về phương diện sao và hạn năm 2023 cho thấy, Quý Sửu được lộc về công danh có dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp, mở rộng công việc làm ăn khá thuận lợi, dễ có quý nhân phù trợ, đạt được thành công lớn, có điều chú ý hao tài vì sức khỏe, đề phòng tai nạn xe cộ. Thứ ba, xem tử vi tuổi Quý Sửu năm 2023 theo vận niên bản mệnh, gặp vận niên chư phùng hỏa, tức là heo gặp lửa, heo quay trong năm Quý Mão. Heo quay là vật hy sinh cho người ta được ngon miệng, mình thiệt thân, bản mệnh giúp đỡ người khác thì lại gặp cảnh làm ơn nên oán. Vì vậy, chi bằng bạn nên thủ thường an phận cho xong vậy, dù có thời gian cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm. Trong năm gặp vận niên chư phùng hỏa, bản mệnh nên chỉ làm công ăn lương, ngoài ra cần phải giữ gìn tiền bạc tài sản cẩn thận. Đường công danh trong năm này, bản mệnh phải nhờ giúp đỡ mới nên. Đường tình duyên của bản mệnh không có gì thay đổi lớn về cuối năm sẽ tốt. Chuyện tình cảm năm này rất tốt. Đối với người có gia đình thì năm nay sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng hay cãi vã nữa. Không khí tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu. Đối với người còn độc thân sẽ được tình yêu, cuộc sống tươi vui hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. Thứ tư, xem vận hạn tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2023 theo tuổi âm. Với các năm gặp phải trong năm 2023 như Tam Tai, Kim Lâu và Hoàng Ốc, theo dự báo của Lộc Phát Tử Vi, tuổi Quý Sửu khởi sự gặp khó khăn, dễ đau ốm không rõ nguyên nhân, không nên làm việc lớn như xây sửa nhà cửa, dễ tổn hại phúc phần con cháu. 3. Đánh giá chung về tử vi năm 2023. Theo đà tử vi Quý Sửu 2022, năm 2023 Quý Mão tiếp tục được coi là một năm nhiều khởi sắc với người tuổi Quý Sửu trên nhiều phương diện. Tổng quan như sau, Quý Mão được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Quý Sửu ở phương diện công danh sự nghiệp, tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra, nhìn chung có thu hồi tốt. Có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt. Bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh, càng chủ động, dám nghĩ, dám làm thì càng dễ tiến xa. Con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2023 này. Bên cạnh bạn, luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa hơn. Xem tử vi năm 2023 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Quý Sửu chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2023 này. Với việc được hai tài tinh thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn bán đắt hàng. Các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của Sửu.
Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến quý sửu choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội có nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, trở nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác chưa chắc cũng đã thành công nếu như làm theo. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để sửu thu tiền về túi, song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân. Phương diện sức khỏe của quý sửu trong năm 2023 vẫn cần có sự chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là bạn cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm hãy dành ra khoảng nghỉ thích hợp giúp cơ thể được sạc lại pin. Bên cạnh bản thân, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điếu khách chiếu mệnh chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Về tình cảm khá êm đẹp, người độc thân được vận khí, hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình. Có người đồng hành chung bước sẽ khiến cho bạn thêm hăng hái phát triển bản thân. Các cặp đôi cũng có bước tiến mới trong mối quan hệ gia đình, gia đạo êm ấm. 4. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 tuổi Quý Sửu, tháng 1 âm lịch. Trong tháng riêng, sự nghiệp người tuổi Quý Sửu có thể phải đối mặt với những áp lực nhất định. Những yêu cầu có phần khắt khe từ cấp trên khiến bạn tốn thời gian để làm quen và thích nghi, ảnh hưởng tới khả năng thể hiện năng lực của mình. Tài lộc có sự tăng tiến nhưng chi tiêu cũng tăng lên. Nếu không can ke và quản lý tiền bạc hợp lý, bạn rất dễ gặp áp lực cả về mặt tài chính. Tháng này cũng không thích hợp tham gia đầu tư, nhất là về lĩnh vực bất động sản. Bù lại, cung đào hoa trong tháng rộng mở, con giáp này nếu còn độc thân, dễ gặp được người khác phái phù hợp với yêu cầu của bản thân. Đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau. Tháng 2 âm lịch, đây là tháng Quý Sửu có thể chịu nhiều áp lực về mặt kinh tế, tài chính eo hẹp, nhắc nhở bản mệnh cần có những tính toán thận trọng, đặc biệt con giáp này chớ nên tham gia đầu tư mạo hiểm hay nghe theo lời rủ rê. Tình hình sức khỏe cũng có thể gặp phải những bất lợi nhất định. Có hung tinh nhập mệnh, sử có thể bị va quệt tai nạn thương tổn thân thể. Tháng này cũng nên chú ý lời nói và hành động, kẻo gây ra xô xát đánh nhau. Trong tháng 3 năm 2023, tuổi Quý Sửu chưa có nhiều sự đột phá trong công việc, cạnh tranh vẫn khá cao. Bạn phải tự thân vận động và nỗ lực nhiều hơn, chứ không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Đối thủ cũng có thể gây nhiều bất lợi, nên bạn chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Tháng này cũng sẽ đề cao sự dứt khoát. Nếu có cơ hội phát triển, bạn chớ nên chần chừ, có như vậy mới không bỏ lỡ cơ hội có lợi cho mình. Tháng 4 âm lịch, vận trình Quý Sửu đã có nhiều sự tăng tiến hơn trong tháng 4 này. Các dự án hợp tác đánh giá chất lượng đều gặp nhiều thuận lợi. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp đem đến cho bạn không ít cơ hội ngon ăn. Những người đang trong quá trình xin việc, tìm việc cũng sẽ nhận được sự quan tâm nâng đỡ của quý nhân, đạt được điều mình muốn. Tháng 5 âm lịch, bạn vẫn giữ được phong độ phát triển từ tháng 4 trước đó, nhưng sẽ không còn suôn sẻ một bền như trước đó, bởi đối thủ cạnh tranh sẽ không dễ gì để có thể vượt qua dễ dàng. Tháng này, Quý Sửu có thể thấy cơ hội không chỉ còn dành riêng cho mình. Điều này đòi hỏi bạn phải tăng tốc và nỗ lực nhiều hơn để không đánh mất lợi thế. Cũng trong tháng này, bạn có thể sẽ phát sinh thêm nhiều khoản chi tiêu ngoài dự tính, có thể là vấn đề liên quan tới gia đình và các chi phí sinh hoạt. Về tình cảm, tuổi Quý Sửu đón đào hoa trong tháng năm này dễ có những cảm xúc ngọt ngào đáng nhớ. Người độc thân cũng được người phù hợp nhiều điểm chung. Tháng 6 âm lịch, tuổi Quý Sửu có thể vấp những biến động trong sự nghiệp, rất tiếc, đều theo hướng tiêu cực,
công việc của bạn không quá suôn sẻ, nguyên nhân cũng do tính bướng bỉnh và cứng đầu của bản mệnh gây ra. Thậm chí bạn có thể gặp xích mích trong nội bộ, ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần làm việc. Tháng này sẽ không thích hợp để tiến hành các dự án liên quan đến bất động sản, dễ bị thua lỗ do thị trường biến động hay bị tiểu nhân lừa lọc. Còn giáp này vẫn có những cơ hội kiếm tiền trong tháng này, nhưng không quá rõ ràng. Nếu bạn chủ động tranh giành thì sẽ có phần thắng, nhưng cũng không nên bốc đồng hay bất chấp tất cả, kẻo được mà ít thì thua lỗ thì nhiều. Trong tháng 7 năm 2023, tuổi Quý Sửu đón đào hoa ngập lối, chuyện tình cảm cũng có những bước tiến bất ngờ. Dù là người độc thân hay đã có đôi, hãy cứ chuẩn bị cho mình những tin vui trước mắt. Không chỉ tình cảm, phương diện tài lộc cũng có sự thu hoạch nhất định. Sự uy tín đã giúp bạn tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường, giữ được nguồn khách hàng ổn định. Tuy nhiên, cạm bẫy và lừa đảo vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn vẫn nên tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định. Tháng 8 âm lịch. Nếu là người đang trong quá trình phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân, chờ đợi một cơ hội để được thăng quan tiến chức, tháng này bạn có thể sẽ chiếm được ưu thế rõ ràng, rất có lợi cho đường tiến thân sau này. Các dự án đòi hỏi có sự hợp tác cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và tiến hành trôi chảy hơn trong tháng này, hiệu suất nhiều khi vượt cả mong đợi của bạn. Ngoài ra, nhân duyên của Sửu cũng có dấu hiệu rộng mở trong tháng, có thể giải quyết một số khúc mắc từ trước đó. Nhiều người cũng có mối quan hệ giao lưu kết bạn nhiều hơn và gặp những người có chung lý tưởng. Tháng 9 âm lịch, tuổi Quý Sửu có thể khá đau đầu khi chưa tìm ra cách giải quyết cho những xích mích với đồng nghiệp trong tháng này. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bạn, hiệu suất cũng có thể vì thế mà sụt giảm. Nếu bạn không thể xử lý ổn thỏa, cấp trên có thể sẽ can thiệp vào vấn đề sẽ không đơn giản như hiện tại đâu. Bù lại, tháng này mặt tâm lý của Sửu cũng trở nên vững vàng hơn, nhất là trong chuyện tình cảm cá nhân. Những tổn thương quá khứ không còn là nỗi dằn vặt với bạn, còn giáp này càng thêm trân trọng cuộc sống của bản thân. Tháng 10 âm lịch, tuổi Quý Sửu nên tăng cường học hỏi, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chuyên môn của bản thân trong tháng 10 năm 2023 này. Có như vậy, bạn mới không bỏ lỡ những cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Đôi khi cơ hội tới nhưng bản thân lại chưa đủ năng lực để đón nhận. Cuối cùng bỏ lỡ rất đáng tiếc. Những người kinh doanh nên kiềm chế lòng tham và ham muốn của mình, đừng tham gia vào những lĩnh vực không chắc chắn. Đầu tư mạo hiểm có thể sẽ thu được món lợi không nhỏ, nhưng rủi ro kèm theo cũng lớn hơn rất nhiều. Tháng 11 âm lịch, đây sẽ là một tháng có nhiều thu hoạch bất ngờ với Quý Sửu, đặc biệt là ở phương diện tài chính. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác với những khách hàng tiềm năng và phù hợp với chiến lược mà bạn muốn hướng tới. Hiệu quả công việc được nâng cao cũng sẽ kéo theo thu nhập khởi sắc. Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu, bạn cũng không nên vội vàng dấn thân vào những dự án đầu tư mà bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà mơ đạt được lợi nhuận cao, trong khi bản thân không cần bỏ qua quá nhiều công sức. Nếu không cẩn thận, bạn không chỉ có nguy cơ thua lỗ mà còn vi phạm pháp luật dẫn đến rắc rối không đáng có. Tháng 12 âm lịch này, tháng Sửu có tâm lý muốn phản kháng chống đối những quy định nghiêm ngặt tại nơi làm việc. Bạn cho rằng chúng đang kìm hãm sự phát triển của bản thân và bày tỏ thái độ rõ ràng. Bạn có thể đề bạt ý kiến với cấp trên nhưng cũng chú ý thái độ của bản thân, chớ nên vượt quyền. Lưu ý rằng, trong tháng này có hung tinh chiếu mệnh, bạn không nên chơi bài bạc đỏ đen hoặc tham gia đầu tư mạo hiểm, nếu không cũng sẽ gây ra những tổn thất nhất định. 5. Tổng kết tử vi Quý Sửu Quý Mão năm 2023. Vẫn trên đà khởi sắc, 2023 sẽ là năm mà người tuổi Quý Sửu gặt hái được khá nhiều thành công, cả trong sự nghiệp và tình yêu. Dù khó tránh khỏi một vài trở ngại khi các hung tinh xuất hiện, nhưng nhìn chung, đương số được quý nhân phù trợ, vượt qua khó khăn khá dễ dàng. Dưới đây là cách hóa giải những vận xui trong năm 2023 ở các phương diện. Về sức khỏe, trong năm cần chú ý tới phương diện sức khỏe nhiều hơn bởi có dịch mã động tình thôi thúc, bản mệnh thường xuyên phải đi xa, công tác, du lịch, đi học nâng cao. Có sức khỏe là có tất cả. Sửu hãy luôn nhớ đến điều này trong năm tới nhé. Về công việc, có thể hùn hạp làm ăn với bạn bè hoặc tự mình khởi nghiệp. Mỗi khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, hãy mạnh dạn thực hiện triệt để, đừng quá do dự kẻo lỡ thời cơ.
Về tiền bạc, năm tài khí vượng, tiền kiếm được nhiều, nhưng nếu không biết cách đầu tư sinh lời, e rằng số tiền kiếm được cũng chỉ như muối bỏ bể. Đường số nên tìm hiểu một số kênh đầu tư khác ngoài công việc hiện tại. Về tình cảm, người độc thân nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, như thế mới tìm được người ưng ý, nên hạ bớt cái tôi xuống thì tình duyên bớt trắc trở. Với các cặp vợ chồng có ý định sinh con năm 2023, có thể trưng thêm tượng voi trong phòng ngủ, dễ thu hút cát khí hơn. Quý vị thân mến, lời Phật dạy cuộc đời muôn vẻ, điều khó nói ra nhất là khổ, cái khó chịu đựng nhất cũng chính là khổ. Con người sống ở thế gian chẳng được như ý, bôn ba cõi hồng trần cần gian rũa cho mình, có người nào không bước ra từ cái khổ. Ai dám nói, mình chưa hề biết khổ đau là gì. Con người thường chịu khổ một trận nhưng sẽ không chịu khổ cả đời. Hãy thẳng thắn đối mặt thì cái khổ cuối cùng sẽ thành tựu hạnh phúc. Không nên cố tình tạo ra phóng đại cái khổ, biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Nếu không, cuộc đời chỉ là đống gạch đá vụn, không nên coi khổ là vận xui, lấy khổ làm vui, trong khổ vốn đã có mầm vui rồi. Đời người luôn luôn có cả vui lẫn khổ. Trên đây, Lộc Phát Tử Vi đã gửi tới quý bạn đọc toàn cảnh tử vi Quý Sửu 2023, đầy đủ các khía cạnh cuộc sống. Chúc bạn và gia đình năm mới Quý Mão ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.